Xin chào tất cả các bác nhé, em tiếp tục lên sóng chiếc điều hòa di động Corona. Con này em để số 41 này, một con máy rất là đẹp. Nhiệt độ đang test 11 độ C. Tình trạng máy hoạt động ok, con này máy còn rất là đẹp nhé. Máy còn rất là đẹp, tổng thể máy đẹp. Dàn thiếp trông rất long lanh, ok con này. Dàn thiếp rất là mới này. Đây là cửa thoát khí nóng. Con này bên hông này hơi vàng một chút thôi, không vấn đề gì, theo thời gian vỏ nguyên bản đời 2011. Con máy rất là chất, đẹp. Chất đẹp các bạn nhé. Bên trong dàn lạnh như ngồi lạnh buốt, ngồi trước cửa gió lạnh buốt luôn. Thôi, đàn rất là đẹp này con này. Đấy, rất là đẹp nhé. Đây là cái phần tản nhiệt nhôm nó bị ố nước rồi nhá, chứ còn dàn bản chất rất là đẹp này. Đấy, ống đồng nhá. Đấy, con máy rất là chất, có cả cổng ion này con này, cổng ion nhá, hãng Corona, điều khiển từ xa, đời 2011. Con này bán 3,6 triệu nhá, các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhá. Máy quá chất luôn, giá hợp lý 3,6 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, nhiệt độ test rất là lạnh luôn. Đấy, chào các bác nhé.